Hello, xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Sữa Cỏ Hải Dương. Và mới nhất trong buổi tối ngày hôm nay thì em xin lên sóng và chia sẻ và gửi tới anh chị và các bạn một mẫu xe rất đáng để cho các bác và các anh chị nào chúng ta mua một mẫu xe để về sưu tầm, đi cà phê cà pháo và đi che mưa che nắng. Trong tầm tài chính thì nói thật là cũng không có nhiều, 200 triệu quay đầu thì trong cái mức giá như vậy thì thực sự là chúng ta cũng có thể lựa chọn được khá là nhiều những cái dòng xe trên thị trường hiện nay. Nhưng nếu mà chúng ta để mà tìm được một chiếc xe mà chúng ta xác định là chúng ta cần một mẫu xe nó hơi khác một chút so với những chiếc xe mà đang lăn bánh trên ngoài đường. Đấy. Hôm nay em giới thiệu tới các bác cái mẫu xe Hyundai XG300 sản xuất vào năm 2004 anh chị nhá. Đấy. Và chiếc xe này thì bác nào đang quan tâm thì các bác hãy xem hết video clip và em sẽ chia sẻ cho các bác trong video clip này. Chúng ta có thể nhìn thấy về cái form dáng ấy, tổng thành của xe thì đây là một cái mẫu xe mà cửa nó không có gọng. Cho nên chúng ta nhìn thấy khi mà chúng ta mở cánh ra nhìn rất là độc và rất là nạ, mà gần như là anh em ở ngoài đường mà khi mà nhìn thấy chiếc xe này lăn bánh ngoài đường thì 10 người phải 9 người cảm thấy nó độc và nạ. Thì giới thiệu tới các bác thì năm 2004 thì chiếc xe này thì dành riêng và cũng là đại diện cho dòng xe Hyundai. Nó là một trong những phân khúc xe hạng sang. Thì thời đó thì chúng ta thể hình dung là với những cái dòng xe mà thương hiệu nổi tiếng như Mercedes hay B thì những dòng xe đó thì chúng ta không nói làm gì. Nhưng đối với dòng xe Hyundai thì chiếc xe Hyundai XG300 này nó là một phân khúc xe hạng sang. Mà thời đó là nó chỉ có duy nhất hạn chế nhá. Hạn chế em nhớ không nhầm tầm khoảng trên dưới 150 xe trên thị trường thôi là phục vụ hội nghị Epic năm 2004. Đấy. Thì khi mà hội nghị xong, phục vụ các thủ tướng chính phủ xong là bắt đầu là cái dòng xe này được bán ra với tư nhân. Thì thời điểm đó thì như em tìm hiểu thì nó phải rơi tầm khoảng tỷ, hơn tỷ. Thì bây giờ anh chị và các bạn chỉ cần bỏ ra một số tiền không quá là cao để có thể sưu tầm được chiếc xe này. Với mức giá là để cho các bác là 186 triệu, con số cực kỳ đẹp anh chị nhá. Đấy, chúng ta hãy cùng xem form dáng của xe này. Đây ạ, chúng ta nhìn form dáng của xe xem. Nhìn thực tế ngoài đời, nhìn còn đẹp hơn cả các bác đang xem video trong clip mà các bác đang xem đây. Nhìn ngoài đời nó thực tế, xe nhìn nó to. Đấy, bầu bĩnh, nhìn form dáng đẹp cực kỳ luôn. Thì với dòng xe này thì chất lượng còn như thế nào thì ngay bây giờ thì em sẽ vào phần chi tiết và để giới thiệu cho anh chị các bạn cũng như là để tả xe cho các bác cùng tham khảo nhá. Bác nào đang có nhu cầu thực sự về chiếc xe Hyundai XG300 này thì các bác có thể là kết nối cho em Minh qua số Zalo là 0852 555 555. Và anh chị nào chúng ta có nhu cầu mà muốn đổi xe chẳng hạn, ví dụ các bác đang sưu tầm những dòng xe tầm hơn trăm dòng xe khác mà các bác muốn thử trải nghiệm chiếc Hyundai XG300 này thì các bác có thể là kết nối cho em Minh qua số Zalo để cùng trao đổi. Về chiếc XG300 thì thực sự em cực kỳ là ghét. Các bác nhìn về phần đầu sau xe không? Các bác nhìn phần sau xe nhìn cực đẹp luôn. Nếu để mà nhìn sau xe ấy, nó cực kỳ là giống với phần đuôi của chiếc Rolls-Royce và với phiên bản mini. Đó. Chúng ta nhìn rất đẹp luôn và nó thiết kế nó rất là sang trọng luôn. Sơn xi con này căng đét. Và gầm bệ của nó chạy cực kỳ là chắc anh chị nhá. Chạy dòng XG300 này, chúng ta mà ngồi lên chiếc XG300 này mà chạy cái cảm giác gầm của nó thực sự rằng với tầm giá trị tầm khoảng 200 triệu quay đầu thì em nghĩ rằng kể cả những chiếc phổ thông trên thị trường hiện nay thì khó có thể có được chiếc xe nào mà số tự động sedan 5 chỗ mà chạy được sướng như chiếc xe này. Gầm của nó chạy êm du luôn. Gầm con này chạy gần như là êm hơn cả mẹc, là các bác có thể tưởng tượng được rằng khi mà chúng ta ngồi lên chiếc xe này chúng ta chạy nó sẽ như thế nào. Cũng như là cái độ cách âm của xe, cách âm của xe cực kỳ tốt. Về hệ thống sơn xi thì con này là căng đét rồi. Còn bên trong nội thất thì chia sẻ với các bác rằng những chiếc xe này thì nếu mà như anh chị và các bạn chúng ta lăn tăn về khoản phụ tùng thì em cũng chia sẻ với các bác luôn là với cái dòng XG300 này bọn em cũng bán khá là nhiều rồi. Và cũng đã từng đặt đồ của dòng xe XG300 này rồi. Nói chung là đồ gì chúng ta cũng có thể mua được. Không quản ngại về vấn đề phụ tùng đâu anh chị nhá. Đấy.
Lộ thất bên trong xe thì về cơ bản thì xe cũ thì các bác xem và cảm nhận thì cái chất lượng nhựa của xe thì nó cũng còn được đều đều. Và cái ghế này, ghế các bác nhìn này, thực sự cái ghế của Hyundai XG300 ấy, cái lộ thất của nó, cái ghế của nó rất là to luôn. Đây là ghế nguyên bản của xe nhá. Chỉ có nên một bộ da bò mà thay đổi thiết kế may này, nhìn cho nó đẹp và nó đời mới, nó sang trọng hơn so với những cái nội thất ghế da. Nguyên bản theo xe thì gần như là nó đến thời điểm bây giờ nó cũng dạn rồi anh chị ạ. Đấy. Và dòng xe này thì nó không phải là dòng xe phổ thông, dòng xe này là dòng xe sưu tầm mà không phải lúc nào thì cũng có anh chị nhá. Đấy, dòng xe này thì bây giờ trên thị trường khá là hiếm, một ngày một hết đi. Trần này, trần nỉ nguyên bản luôn. Và dòng xe G300 ấy, những cái tay nắm để chống rung ở bên trong này này nó bằng da hết. Đấy, và các anh nhìn phần táp ly thì vẫn giữ được toàn bộ táp ly, vẫn giữ được táp ly nguyên bản. Các bác nhìn, 4 tổng nâng hạ kính điện anh chị nhá. Đấy. Về hệ thống keo chỉ của chiếc xe này thì em nói luôn cho các bác là xe là cam kết cho anh chị và bạn là không có đâm đụng. Nhưng tuy nhiên về vấn đề va chạm thì ở phần cửa bên, nhớ bên lái bên phụ nó bị một chút thôi. Nó trùng tập khoảng 20 phân. Phần keo chỉ đấy em nghĩ nó cũng không phải là quá là điều quan trọng mà khi mà chúng ta đang đi tìm những chiếc xe đời sâu như thế này. Quan trọng là cái chất xe cũng như là tổng thành về nội ngoại thất của xe nó như thế nào thôi. Còn đâu là chúng ta có thể là sàn xe. Đấy, vì nó cũng là cái mẫu xe trải qua nó quá là nhiều năm tuổi rồi. 16, 17 năm rồi. Đấy. Giữ được trần này. Vẫn còn rất là đẹp. Cửa lóc mọi thứ vẫn hoạt động bình thường nhá. Các bác nhìn này, ghế điện này. Rất là mượt mà luôn. 4 tổng nâng hạ kính điện vẫn sử dụng cũng rất là mượt mà luôn. Và dòng xe Hyundai XG300 này thì có trang bị túi khí an toàn phanh ABS này. Nói chung là về hệ thống an toàn về cơ bản nó cũng khá là đầy đủ và cảm biến trước sau. Khi mà anh em mở cốp nha, con này phong cách mở cốp của dòng xe XG300 này mở lên cực kỳ độc lạ luôn. Ghế điện các bác này. Đấy. Khi mà chúng ta đi một chiếc xe phân khúc xe hạng D thì không thể thiếu được những cái chức năng này rồi, đúng không ạ? Kể cả cửa lóc này. Đây, sẽ nổ máy lên cho các bác cùng cảm nhận và chúng ta cùng nghe cái tiếng máy của nó luôn nhá. Đó, để bấm phát xoét cái nổ ngay. Odo chạy được 12.9 vạn. Tuy nhiên chúng ta không tin vào Odo này đâu, bởi vì xe cũ thì chúng ta chỉ cần chú trọng đến tổng thành xe thôi, chứ còn Odo thì chúng ta tính làm gì. Đó. Tuy nhiên là có những chiếc xe nó đẹp hàng sưu tầm thật, nhưng mà nó, nếu mà hàng sưu tầm thật nó bây nó không còn các bạn ạ. Hết hàng. Đây, cửa lóc này. Đó. Chơi dòng này rất là hay các bác nhá. Mình chúng ta chơi những dòng xe này thì chúng ta không thể nào lấy những cái dòng xe Ford Mondeo hay là đai, những dòng đai u mắc lớt ra để so với những cái dòng xe XG300 này được. Đó, dòng này nó là một khúc xe hạng sang của Hyundai mà. Vô lăng chỉnh điện. Máy nổ rất êm. Đây các bác, em cho các bác xem một điều đặc biệt là cái cốp em khen nó đẹp này. Đấy, cốp mở điện anh chị nhá. Cốp của nó này. Các bác nhìn là cốp mở lên cực đẹp luôn. Đấy, và cái chúng ta nhìn không gian ở sau cốp này. Quá là rộng luôn phải không các bác? Cực rộng luôn. Đó, cốp rất là rộng. Toàn bộ hệ thống cốp đều là nỉ nguyên của xe hết này. Chúng ta nhìn khi mà em đóng cốp vào nhá, nhìn nghe nó cực kỳ là chắc luôn, bởi vì tôn vỏ nó dày và nó đầm. Đó. Phần đuôi xe nhìn rất là đẹp, ai đi sau xe cũng đều phải ớ người xem xe này nó là xe gì. Đây các bác nhìn gầm này. Gầm rất là đẹp phải không các bác? Gầm gần như là không có bị han rỉ hay là mục mọt gì luôn. Đèn này sáng choang luôn. Nốp náp về cơ bản là còn sử dụng được. Nói chung anh em chúng ta đã xác định chơi chiếc xe này về thì các bác thay một dàn lốp mới luôn đi. Nói chung là lốp là đi thoải mái 1 năm 2 năm nữa.
Cái chụp này thì bọn em đang đặt rồi. Đèn đó mà sáng. Đăng kiểm còn đến tháng 7 năm 2021 anh chị nhá. Máy đây. Có khi là các bác đang quan tâm đến chiếc xe này, các bác cố gắng xem hết video clip thì tí nữa em sẽ chạy thử cho các bác cùng cảm nhận luôn. Đây, máy của nó đây. Máy của nó thiếu cái lắp anh chị nhá, vẫn thiếu lắp. Thì bọn em đang mua cái lắp rồi, đang mua lắp rồi. Nói chung là đồ Hyundai G300 đồ gì cũng có, các bác yên tâm. Đây này, các bác nhìn này, vẫn còn giữ nguyên những cái cục mô bin của nhà sản xuất, những con mô bin ốc vàng vàng ươm luôn. Đấy, máy khô loang không một giọt dầu anh chị nhá, máy nổ rất là chất. Nói chung là với những cái dòng xe cũ thì chắc hẳn là khi mà anh em xem đến tầm này thì các bác rất là quan tâm đến là máy nó còn ngon hay không và cái gầm bệ của nó như thế nào. Thì xin thưa các bác rằng chiếc xe này thì là một chiếc xe bác chủ xe cũng không phải là anh em là thiếu tiền để bảo trì bảo dưỡng xe, cho nên là về vấn đề chất lượng của xe là các bác mua chiếc xe này về là chỉ việc đổ xăng và chạy thôi, không cần phải làm gì anh chị nhá. Là máy này nổ cực kỳ êm và con này chạy rất là mượt. Toàn bộ hệ thống đầu này không có bị va chạm hay là đâm đụng gì cả. Đó. Và bây giờ thì anh chị và các bạn hãy cùng em ngồi lên xe và ngay bây giờ em sẽ cùng các bác chúng ta cùng chạy thử chiếc xe Hyundai G300 này xem mười mấy năm rồi nhưng đến thời điểm hiện tại nó còn như thế nào. Và chắc chắn một điều, với những chiếc xe như thế này và với những chiếc xe mà bên em đã mua và tuyển chọn về thì đều là những chiếc xe mà ngon anh chị nhá. Không thể nói là zin được. Đến tầm bây giờ thì em chỉ hứa với các bác một điều là máy nó còn chất và số nó còn chất và mọi chức năng điện của xe nó hoạt động bình thường. Đó. Ngồi trong xe điều hòa rất là mát luôn. Xe này anh em đi che mưa che nắng nó cũng là một cái dòng xe mình để mình kiểu như là em nói là gì, sưu tầm đấy. Xác định mua một con xe nó tầm tiền nó cũng không quá cao. Nhưng mà thực sự với những cái dòng xe như này thì anh chị và các bạn nào mà chúng ta là những người mà trung tuổi, người lớn ấy thì đi rất là hay luôn. Tất cả mọi hệ thống điện, đóm, cửa giả, nâng kính điện rồi là gương chỉnh điện, tất cả mọi thứ là đều hoạt động hết. Đó, tất cả mọi thứ đều hoạt động hết anh chị nhé. Tắt đèn báo hiểm này. Thắt dây an toàn này. Ok, bây giờ thì em và các bác cùng chạy thử nhá. Đây là cái hệ thống số của nó này. Số này là cam kết cho anh chị các bạn là số cực chất. Khi chúng ta vào số lùi này. Đấy, xe đứng im phắc luôn, không bao có hiện tượng giật. Vào D này. Đó, im phắc luôn. Ok anh em nhá. Và bây giờ thì em vào số lùi. Và mọi chức năng hệ thống điện hiển thị trên đây nó vẫn còn. Đó. Trợ lái cực nhẹ luôn. Trợ lái con này siêu nhẹ các bác nhá. Rất là nhẹ. Cảm giác một chiếc xe kiểu dạng như là nó đầm, nó nặng ấy. Cảm giác mà chúng ta di chuyển con xe này nó rất là thật và rất là đầm cái tay lái của mình. Ok các bác nhá, vào số im phắc luôn. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác chạy thử trực tiếp đây luôn. Trực tiếp em đang chạy và em cảm nhận chiếc xe này và em sẽ tả cho anh chị và các bạn. Đó. Trợ lái ngon nha. Trợ lái như con này cực kỳ chất luôn. Nhưng mà phải chạy lên tầm khoảng 90-100 cây thì tí nữa mới biết được trợ lái ngon hay không. Còn đâu gầm thì thôi, gầm chắc lịch rồi. Gầm... cái cách âm của chiếc xe này phải nói thực sự rằng cách âm rất là tốt. Để mà so với mẹc thì nó không thua kém gì anh chị nhá. Chạy cực kỳ đầm.
Đó. Vô lăng con này vô lăng con này hơi lệch, con này phải chỉnh lại. Chứ thước lái con này nó không phải là do thước lái anh chị nhé, cái này nó chỉ là bị đang hiện tại đang lệch cái cân cân bằng lát thôi, cái đấy xử lý được. Tí nữa em đang ra đường to này. Và em sẽ chạy test cho các bác cùng xem. Đó, nói chung là khi mà bọn em đi thì bọn em rất là quan trọng những cái dòng xe này, thì tất nhiên rồi máy số là quan trọng nhất. Phải test máy với test số thật là cẩn thận. Để về mà khi mà các bác đến xem xe thì các bác chạy các bác xe lỗi hộp số hay là vấn đề gì ấy thì chạy nó ra ngay mà các bác. Này. Rồi các bác này, máy 3.0 anh chị nhá. Máy 3.0 chạy cực zip luôn. Trợ lái cảm giác vô lăng nó hơi lệch thôi, cái này chỉnh đi thẳng quái là ok. Còn đâu trợ lái này các bác nhìn này, 80 rồi. Impact nói chung là chạy sướng lắm. Con này chỉnh chỉnh vô lăng thẳng lên cái là chạy mút chỉ luôn. Đó. Sụt tầm đi quá sướng luôn các bác nhìn này. Đó. Số nhá, em phanh bắt đầu phanh nó cũng nhờ đến xanh đỏ em giảm số này để xem kiểm tra nó có lỗi gì không này. Đó, chậm lại luôn. Xe im phắc. Như này chả khác gì hộp số Camry phân khúc giá 5-600 triệu cả. Nói chung là kể cả ga lên này, em căng ga luôn nhá. Đấy. Căng ga luôn nhá. Chơi dòng Hyundai này nói chung là máy của nó bền, các bác hình như không? Chơi dòng Hyundai này máy nó cực bền, chúng ta vượt xe ấy, hay hoặc là anh em nào mà đam mê tốc độ cao ấy, đi dòng này rất là ok luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là cái vô lăng của nó này, bỏ hai tay vẫn thẳng tắp luôn, không bao giờ bị nhao lái. Mỗi tội cái vô lăng đang bị nảy. Nói chung là xe cũ mà các bác, chúng ta không cần phải đòi hỏi quá là cầu kỳ nhiều. Một chiếc xe mà đã trải qua 15, 16 năm rồi thì để mà nói ngon hay không ngon thì chúng ta phải thực tế. Đó, chúng ta phải chạy. Anh em nào ở khu vực phía Bắc mà đang có nhu cầu mà muốn chốt chiếc xe này, anh em có thể qua trực tiếp salon ô tô số 1 Kinh Môn, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xem xe. Và anh chị nào chúng ta ở khu vực miền Trung và miền Nam. Một lần cuối thì rất cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã luôn luôn quan tâm và đồng hành và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Và anh chị nào mà chúng ta ở khu vực miền Trung hoặc miền Nam, hoặc anh chị và các bạn chúng ta đang quan tâm đến chiếc xe này thì cũng có thể alo trực tiếp cho em để em chốt cho anh chị và các bạn chiếc Hyundai G300 2004 này. Và anh chị nào mà chúng ta mà ở khu vực phía Bắc thì có thể qua trực tiếp salon ô tô số 1 Kinh Môn, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xem xe. Và con này là em nói luôn là con này là gốc ngày xưa là gốc Hà Nội nhá. Con này gốc Hà Nội, anh em Hà Nội mà sưu tầm con này về có thể ra tên chính chủ luôn. Còn anh em nào ở khu vực mà thành phố Hồ Chí Minh thì ra tên hoàn toàn không mất 20 triệu tiền biển. Nói chung là chiếc xe này nào về cơ bản là bọn em cũng không phải làm gì nữa đâu. Khi mà các bác chốt chiếc xe này thì bọn em chỉ có chỉnh chọn một vài thứ. Như con này bọn em chỉ có đặt lại vô lăng cho nó cân lại này. Đó, và có thể là cái phần da ở phần những cái tắp ly của xe ấy, bọn em sẽ may cái may da xịn thay thế những cái da zin của nó đi vì nhìn cũng cũ rồi. Thì bọn em sẽ thay bộ da xịn nó ok. Và cái mặt nắp bàn máy ấy, bọn em sẽ đang đặt một cái rồi thì bọn em sẽ về nắp lại cho nó trở về zin. Ok anh em nhá. Chào tất cả các bác, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo. Chào tất cả anh em nhá. Anh em có xe mà chúng ta có nhu cầu đổi hoặc là mua bán gì thì alo cho em mình nhá. Hiện tại em đang cực kỳ là cần mua xe ô tô cũ và xác định lên đường 24/24 nếu như anh chị và các bạn có nhu cầu bán để lên đài xe hoặc bán để giải quyết công việc. Và định giá mọi đài xe từ đời 2012 quay đầu, mua giá tốt nhất và sát giá nhất để cho anh chị và các bạn chúng ta đỡ bận thiệt. Chào tất cả các bác nhá.